Chào mừng các bạn đến với kênh Cu Lì TV. Hôm nay Cu Lì chơi một cái game nữa rồi, game phòng thủ gì nè, cũng không biết nữa. Người lính nông dân nè, bị ma đồ dí chạy rồi phải phòng thủ mà mảnh đất đó, giới thiệu đất, các bạn thấy chưa? Thì những con zombie, con ma đồ. Đây, bây giờ mình sẽ fight và đánh vào vòng số 1. Hướng dẫn mình làm gì mình làm đó thôi. Vào tấn công. Wow. Continue. Hiện này là mắt 100. Đủ điểm rồi. Nhấn vào thả lính nha. À, nó hiện ra một con ma hay là đánh nông dân và con ma đánh lộn. Nông dân đã chiến thắng. Đập. Đập cái lâu đài ma. Không cho nó ra quân nữa. Hiểu rồi. Thêm một con nữa. Wow. Đánh banh con nhà ma luôn. Ôi trời ơi, zombie nhiều vậy. Con ma nhiều quá trời ơi. Con ma quá trời luôn. Quýnh một phát về chết queo rồi. Thả lửa. Mày hả bưởi. Banh sát luôn. Cột máu của quái vật của tòa lâu đài. Tăng tốc lên, đánh cho mẹ. Thả thêm một con nữa. Hai con luôn. Quýnh chết banh rồi. Ba con. Bùm. Hết máu. Chiến thắng. Hai sao rồi. Ba sao luôn. Hoàn thành ba cái. Được 100 SP, 100 tiền. Hợp level 2. Mở được gì đây? À, một người lính và tiền. Để xem coi. Money. Ready. À, nâng cấp được người lính một bảo vệ lâu đài. Bảo vệ lâu đài rồi, mảnh đất của nông dân rồi. Nâng cấp luôn chứ. Nâng cấp lên level 2. Đó. Cái này chưa có mở được. Acha là cung thủ. Nâng cấp luôn. Rồi, tiến lên. Yeah, nâng cấp lâu đài luôn, tăng máu lên. Vòng số 2. Tấn công có con ma mới. Các bạn thấy con ma mới không? Vòng này có con ma mới rồi, để xem coi. Kéo qua kéo lại. À, hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ vào. Tăng lên luôn. Max 200. Người lính ra ra. Quái vật đâu? Rồi lính ra luôn. Ô, lính ra bọc giáp. Ui da ơi, chết queo rồi. Trời, con ma nó trưởng kìa. Có con ma tóc dài. Con ma tóc dài ghê quá. Rồi lính nha. Nhắn lúc đó làm thêm năng lượng bổ sung. Rồi có người lính mặc giáp cầm kiếm nữa, mạnh quá. Bực bực. Chết queo. Ha, đập nó một cái nó chết queo rồi. Kiếm sĩ mạnh quá. Kiếm sĩ bọc giáp mạnh quá. Chém mấy cái giáp rồi. Xong, hoàn thành. À, quá đơn giản. Có kiếm sĩ mạnh rồi. Không sợ gì hết. Xong. Bây giờ tiếp tục. Fight. Vòng số 3 đã mở ra. Chúng ta sẽ vào vòng số 3. Rồi có lính mới nữa kìa. Các bạn thấy lính mới chưa? Bên nó, bên quái vật đó, bên ma đó. Có thêm lính mới nữa. Rồi cái này khó khăn cho mình rồi. Rồi lính. Bực. Bực. Rồi thêm một lính nữa. Nâng cấp lên 200. Để gọi lính kiếm sĩ ra, nó không được tiêu đời à. Rồi con kia nó phát nổ các bạn ơi. Thì ra là vậy. Chém á. Chém á. Nâng lên. Đó, con đó nó nổ là banh sát luôn. Kiếm sĩ mình bị banh sát rồi, lượm thêm năng lượng vô. Rồi thêm lính nha. Mày hả bưởi. Đó. Rồi thêm lính. Đặt đó. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Hè.
áp giật của nó luôn rồi. Mạnh rồi, không sợ gì nữa. Nhiều lính rồi. Nát nhà luôn. Hoàn thành. 150 tiền và kinh nghiệm 105. Lên level 3 luôn. Không biết có gì mới đây. Được cung thủ các bạn ơi. Có cung thủ rồi. Mình có thể nâng cấp cung thủ rồi. Đây, nâng cấp cung thủ lên. Wow, tăng level luôn. 2 nè, 3 nè, max level. Nâng mấy con kia luôn. Nâng luôn level 3. Nâng tiếp level 3. Nâng luôn ở nhà chứ. À, lâu đài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào game. Tiếp tục cuộc hành trình. Fly. Rồi cái này ba lính luôn, lính nổ, lính ma, rồi zombie con ma, nhẹ ghê quá. Tiến lên. Lính ở đâu? Có lính nha. Nó chưa có lính, mình có lính rồi. Hai lính luôn. Có liền gọi hai lính rồi. Đó, rồi xuất hiện rồi đó các bạn. Wow. Ai chơi? Có mua ai chơi ra rồi. Chạy nó bắn cung coi. Ui da, lính chết hết rồi. Mùm, ai chơi bắn từ sau các bạn ơi. Tiền kìa, lượm tiền. Ai chơi mạnh không chưa? Ai chơi bắn từ sau nữa. Wow. Hai con ai chơi luôn. Hai con cung thủ. Hừ. Họ thêm lính nha. Thêm ai chơi nữa. Wow, ai chơi mạnh chưa? Ai chơi bắn đằng sau nữa, nó chết chắc. Yêu. Hoàn thành. Đơn giản quá. Tiếp tục. Chúng ta sẽ vào game lần nữa nhé. Mở vòng 4 luôn, vòng 5 luôn. Vòng 5, wow, có con chùm. Vòng 5 có thêm con chùm các bạn ơi. Chị này khó khăn cho mình rồi. Không biết đánh bại nó không đây. Nó cô này đã gọi được một người nông dân. Nhà quýnh á, mày hả bưởi. Mày hả, mày à, mày chết đi, chết đi. Gọi thêm một người nông dân nữa. Họ người lính ra. Đó, lính chiến sĩ ra rồi. Chém nó, lính ơi. Mày nè. A chơi ra luôn. Mày đã gọi được A chơi ra, cung thủ. Wow, có vẻ game này bắt đầu khó đó. Con này sẽ khó đây. Chém đó, đúng rồi. Con chùm đâu ta? Anh chưa thấy con chùm nữa. Chú. Thử. Đó, con chùm ra kìa. Wow, con chùm mạnh chưa. Giết nó, tiêu diệt nó. Trời ơi, nó đánh một phát hả, lính của này chết luôn. Trời ơi, nó gõ một cái là một con chết. Ghê thiệt. Ui da, gõ một cái chết luôn hai con kia rồi. Ghê quá. Yeah, tiêu diệt được con chùm rồi. Lậm thêm năng lượng. Rồi, đập vào nhà nó. Vào đây, nhà nó đi. Đập con zombie đầu sọ. Xong, hoàn thành, yeah. Đã hoàn thành. Giết được chùm rồi. Và các bạn ơi, các bạn thấy game này hay, nhớ bấm like, share và đăng ký kênh Cu Lì TV. Cu Lì cảm ơn các bạn nhiều lắm. In the chest. Được gì đây? Wow, nhân 7 luôn, nhân 5, nhân 100 luôn. Đã quá. Wow.
qua vòng mới rồi, được qua vòng mới các bạn ơi. Mấy vòng này chắc lần sau mình chơi đi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Cu Lì. Xem còn có thêm con nào mới không? Có thêm con mới kìa. Nâng cấp level, chưa mắc rồi. Đó. Vậy nha, bye bye các bạn, hẹn gặp lại.